Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng bàn tay viết chữ với PowerPoint. Sau khi hiểu cách thực hiện, bạn không chỉ có thể tạo hoạt cảnh viết chữ bất kỳ, mà còn tự sáng tạo được thêm các hoạt cảnh sinh động khác như gạch chân, tô màu chữ, bôi xóa chữ. Ở phần mô tả của video có đường link để bạn tải file thực hành cho nội dung này. Trước hết ta tìm nguyên liệu để thiết kế hoạt cảnh viết chữ. Nếu bạn muốn tìm nền bản trắng và hình tay cầm bút mực thì Google với từ khóa tìm kiếm ví dụ như sau. Còn nếu bạn muốn chọn nền bảng xanh hay bảng đen và hình tay cầm phấn thì có thể Google với từ khóa tìm kiếm chẳng hạn như là Đưa các hình ảnh nguyên liệu đã chọn vào slide PowerPoint. Với hình bàn tay thì cần chọn hình có nền trong suốt hoặc xử lý xóa nền. Giờ tạo một hộp chữ và gõ nội dung bạn muốn làm hiệu ứng. Chọn phong chữ và kích cỡ phù hợp. Ta sẽ cần tạo hiệu ứng cho hai đối tượng đó là hộp chữ và hình bàn tay. Ở thẻ Animation bật bảng Animation panel lên để theo dõi. Đầu tiên ta sẽ tạo hiệu ứng cho chữ trước. Chọn hộp chữ, add animation và chọn hiệu ứng xuất hiện tên là wipe. Chọn hiệu ứng xuất hiện này là vì nó phù hợp nhất cho mục đích thiết kế của chúng ta. Click chuột phải vào hiệu ứng màu xanh lá vừa tạo ở animation band, chọn effect option ở mục direction tức chiều hướng xuất hiện mặc định là xuất hiện từ dưới lên ta chọn lại là từ trái qua phải cho đúng chiều viết chữ ở mục cuối cùng là hiệu ứng của chữ mặc định thì cả hộp chữ sẽ xuất hiện cùng lúc ta chọn lại là hiển thị từng ký tự một mục bên dưới là phần trăm thời gian giãn cách giữa mỗi ký tự ta sẽ chọn lại là 100%. Khi bấm ở đây để xem thử thì mình thấy tốc độ hiển thị của từng ký tự hơi chậm. Vậy nên ở mục Duration thời lượng mình sẽ giảm từ 0.50 mặc định thành 0.30 để nhanh hơn một chút. Như vậy là xong hiệu ứng cho chữ. Giờ đến hiệu ứng cho bàn tay, click chọn bàn tay Add Animation kéo xuống dưới ở motion path hiệu ứng di chuyển chọn kích path đường di chuyển tùy ý rồi bắt đầu vẽ đường di chuyển theo nét chữ có thể nhấn giữ chuột để vẽ đường liền mạch hay nhấp chuột để tạo các điểm di chuyển bạn cũng không cần mất nhiều thời gian để cố gắng viền theo nét chữ quá chính xác chỉ cần mô phỏng tương đối đường di chuyển lên xuống của bàn tay khi viết là được vẽ đến điểm cuối cùng thì click chuột hai lần để kết thúc bấm xem thử thì thấy mặc định chuyển động của bàn tay không đúng vị trí và quá nhanh vậy nên ta sẽ điều chỉnh lại ở bảng animation Ben click chuột phải và hiệu ứng di chuyển của bàn tay chọn effect option ở mục smooth start và smooth end tức là độ mượt chuyển động khi bắt đầu và kết thúc ta chỉnh lại về mức không và bấm ok Ký hiệu con chuột với số 1, số 2 trước mỗi hiệu ứng ở đây có nghĩa là hiệu ứng này sẽ được thực hiện khi lít chuột Thế nhưng thời điểm chuyển động của bàn tay và thời điểm xuất hiện của chữ thì phải cùng lúc Vậy nên ở mục Start bắt đầu thay vì On Click ta chọn lại là With Revealed Tương tự như vậy thì thời lượng chuyển động của bàn tay và thời lượng của chữ phải bằng nhau để thay đổi thời lượng nhanh chóng, ta có thể rê chuột đến cạnh phải của thanh thời lượng hiệu ứng. Cho đến khi con chỏ chuột biến thành mũi tên hai chiều như thế này, thì giữ và rê chuột để kéo dài thời lượng hiệu ứng. Canh chỉnh sao cho bằng với thời lượng hiệu ứng của chữ ở bên trên. Nếu dùng phiên bản cho MacBook và không thể kéo trực tiếp như thế này được, thì bạn có thể nhập số cụ thể và một thời lượng duration ở đây. Giờ bấm xem thử thì ta thấy bàn tay viết vẫn cần lệch vị trí so với chữ, để canh chỉnh lại thì ở Animation Pen, khi click chọn hiệu ứng bàn tay, bạn sẽ thấy xuất hiện hai hình ảnh mờ mờ của bàn tay nhằm biểu thị vị trí xuất hiện và kết thúc của đường di chuyển. Ta click vào điểm màu xanh bắt đầu hay điểm màu đỏ kết thúc, nhấn giữ và canh chỉnh lại vị trí đường di chuyển sao cho trùng với vị trí của nét chữ viết. Sau khi hài lòng rồi thì có thể bấm xem thử lại lần nữa. Như vậy là đã hoàn thiện rồi nếu muốn thì bạn có thể điều chỉnh thêm một vài tiểu tiết cho hoàn hảo hơn chẳng hạn như ngay từ khi mở slide thì hình bàn tay đã nằm cố định sẵn trên slide điều này nhìn hơi thiếu tự nhiên để chỉnh lại thì ta có thể click chọn hình bàn tay add animation và thêm vào một hiệu ứng xuất hiện là fly in hiệu ứng xuất hiện này của bàn tay phải diễn ra đầu tiên nên ta click chọn và kéo vị trí của nó lên trên đầu bảng như vậy là khi trình chiếu đến slide này và ta click chuột thì bàn tay mới xuất hiện từ dưới lên rồi mới bắt đầu viết chữ tạo nên hoạt cảnh giống như ta mong muốn. Với các thao tác như mình đã hướng dẫn ở trên, bạn có thể tùy chỉnh nhiều hình nền, hình bàn tay, nội dung chữ khác nhau hay sáng tạo thêm các hoạt cảnh khác như gạch chân chữ, highlight chữ hay bôi xóa chữ. Các hoạt cảnh minh họa này đều có sẵn trong file thực hành ở bên dưới phần mô tả của video. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.